Xin chào mọi người, em Thủy lại tiếp tục phát like cho các bác nhá. Hàng bưởi Tết phân khúc giá bình dân, bưởi Tết phân khúc bình dân nha mọi người nhá. Bác nào đang có nhu cầu mình mua một vài cây bưởi về để trưng Tết thì các bác có thể cân nhắc những cái dòng mà em phát like ngày hôm nay đều là những dòng phân khúc vừa túi tiền, bình dân, phù hợp với các không gian nó vừa phải, không quá to. Cây thì rất là đẹp, rất là ok nhá. Bắt đầu là em sẽ phát cái cây nhỏ này trước đi. Đây là một cây bưởi có chiều cao khoảng 2m, 2m rưỡi, trồng trong chậu vuông. Chậu vuông của nó là vuông 86. Chậu vuông 86. Cây rất là đẹp luôn. Chậu vuông 86 ạ. Cây rất là đẹp. Quả trên cây thì vàng, mã quả đẹp nhá. Quả rất là căng đẹp. Trên cây vừa có quả ghép, vừa có quả tự nhiên đấy các bác nhá. Đấy, quả ghép này. Vanh gốc của cây này là trên 60 nhá. Vanh gốc của con này nó dao động khoảng 55. 55. Vậy em nói nhầm nhá, vanh gốc của nó khoảng 55. Và trồng trong cái chậu này 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Ở chậu này chậu 1 mét rồi. Cây này em Thủy bán giá là 6 triệu rưỡi nha các bác nhá. Chậu này là chậu vuông 1 mét. Chậu vuông 1 mét em Thủy bán giá 6 triệu rưỡi. Giá rẻ nhất khu vực Văn Giang luôn. Chậu vuông 1 mét các bác mua ở ngoài cái chậu này đã 1 triệu rồi. Các bác mua ngoài cái chậu đã 1 triệu rồi. Em Thủy bán giá sale off cực kỳ rẻ luôn ạ. Giá lên xe tại vườn nha bạn Văn Mao như 1975 nhá. Anh Văn Mão, Văn Mão 1975 ơi, cây này giá lên xe tại vườn nhá. Giá em cẩu lên xe tại vườn cho mọi người, chưa bao gồm ship nhá. Cây này là giá 6 triệu rưỡi một cây. Chậu vuông 1 mét ạ. Ai ưng cây này thì chốt đơn cho ảnh màn hình, gửi vào số điện thoại em để ở đầu kênh nhá. Tam đa rất là đẹp này. Cây này vanh của nó là vanh khoảng 50, 60, 20 này, 40 này. Phát thân khoảng 50 phân. Phát thân 50 phân chia 3 tay này. Chia 3 tay tam đa rất là đẹp này. Các bác trồng chơi Tết xong các bác về hạ thổ từ đất để trồng làm một là làm cây cảnh được nhá. Cây này không những các bác mua về các bác trồng chơi Tết đâu, các bác chơi hết Tết xong các bác nhấc nó xuống. Nhấc nó xuống, hạ nó xuống đất nhá, hạ nó hạ thổ xuống đất ấy thì sang năm cây này nó sẽ tự ra quả được nhá các bác nhá. Sang năm các bác trồng ổn định. Các bác trồng và các bác dưỡng ổn định là nó sẽ tự ra được quả nữa. Về các bác vừa chơi Tết vừa làm cảnh được ạ. Đây tam đa rất là đẹp này. Tam đa tượng trưng cho phúc lộc thọ này. Đấy, cây này rất là đẹp luôn mà giá của cây này chỉ có 6 triệu rưỡi. Đen tít hiếu có cây là 3 4 triệu không chị có nhá bạn Đen tít hiếu ơi. Bạn mua hàng bạn nhắn tin vào số điện thoại mình để đầu kênh, lát nữa mình sẽ quay cây 3 4 triệu cho các bạn ạ. Nhà mình có hàng 4 triệu rưỡi rất là đẹp. Vừa phát like ở cái like trước ấy. Mình vừa phát like ở cái like trước đấy. Cây ba cây là cây là tam đa nhá, tam tài, tam lộc, tam phú quý, còn tượng hay còn gọi tượng trưng cho là phúc lộc thọ đấy bạn nhá. Phúc lộc thọ, cây rất là đẹp này. Cây tiếp theo này. Cây tiếp theo này. Cây này thì nhỉnh hơn cây kia một chút xíu thôi. Cây này to hơn cây kia nhá. Bạn Đen Tiết Hiếu ơi, chờ mình nát. Chờ mình nát nha, mình quay lốt cây này mình xong là mình quay cây nhỏ cho bạn này. Cây này là cây 7 triệu rưỡi này. Cây này cây 7 triệu rưỡi nhá, nhỉnh to hơn cây 6 triệu rưỡi một chút xíu này. 7 triệu rưỡi này, trên cây lá xanh mơn mởn này, vừa có lá vừa có lộc này. Vừa có lá vừa có lộc, vừa quả thật, vừa quả tự nhiên, vừa quả tự nhiên vừa quả ghép này. Mã quả vàng này, mã quả rất là đẹp nha mọi người nhá. Mã quả rất là đẹp luôn. Đấy. Cây trải cỏ sẵn sàng rồi, trải cỏ sẵn sàng rồi. Vận chuyển có dụng trái không? Không dụng được anh ơi, bên nhà em băng băng dính chờ cẩn thận mà. Đây ạ, tam đa, cái này là tam đa này. Quả này quả thật này, quả này quả thật là quả là cây nó ra được tự nhiên này. Quả thật này. Tam đa nhá. Bác nào mua hàng thì inbox cho em này, cây này là 7 triệu rưỡi ạ. Cây này là 7 triệu rưỡi nhá, giá rẻ chưa từng có luôn. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi một cây nhá. Cây rất là đẹp luôn này, em quay xung quanh này. Quay các hướng luôn, nó không bị lép tán, không bị mót tán.
Tán nào cũng đẹp. Như cây này là trên cây vừa có quả, vừa có lá xanh này, vừa có lá non này, vừa có lá xanh, vừa có lá non này, và vừa có lộc vừa có lụ. Vừa có lộc vừa có lụ nhá. Đây ạ, hoa này. Có hoa này. Cây bưởi này các bác mua về nhá. Cây bưởi này các bác mua về, các bác chơi hết Tết xong các bác lại hạ thổ xuống dưới đất là các bác lại chơi được tiếp. Các bác lại trồng sang năm nó lại ra quả nhá mọi người nhá. Các bác chơi, các bác hạ thổ dưới đất thì trồng sang năm nó lại ra quả. Đây bạn Đen Tít Hiếu này, Đen Tít Hiếu ơi, nhắn tin vào số điện thoại của mình nhá. Số điện thoại 9114512210 giúp mình nhá, hoặc số điện thoại là 9114512210 hoặc là 9691622214. Bạn nhắn tin, các bạn nhắn tin nhá, bởi vì bây giờ mình đang phát live thì mình không nghe được điện thoại ấy. Đây này. Đây này, phát bằng cái máy này là điện thoại sắp hết pin, nó đang báo sắp hết pin rồi này. Chắc là chỉ phát được 10 phút thôi, xong mình lại phải phát lại nhá. Xong là mình phải tắt đi để mình lấy cái sạc để mình sạc đa năng, mình sạc vào cơ. Đây ạ, hàng này là hàng 4 triệu rưỡi nhá. Bạn Đen Tít Hiếu ơi, bạn mua hàng bạn nhắn tin cho mình ấy, xong là mình sẽ chụp ảnh, mình gửi ảnh cho bạn. Thì nhìn sẽ dễ hơn là quay như này để cho các bạn chọn cây ấy. Đây là hàng 4 triệu rưỡi này. A Ngậu chào Idol Cảnh Lâm, chúc đất hàng, cảm ơn bạn A Ngậu. Đây. Hàng như thế này là hàng như thế này là hàng 4 triệu rưỡi nhá. Hàng như thế này là hàng 4 triệu rưỡi ạ. Rất là sai, trên cây có trên 40 quả nhá. Đấy. Hàng như thế này là hàng 4 triệu rưỡi này, mã quả của nhà mình cực kỳ đẹp luôn. Ok bạn Đen Tiết Hiếu, chờ mình lát nữa mình xuống live thì mình trả lời tin nhắn bạn nhá, mình gửi ảnh cho bạn nhá. Chờ mình một lát thôi ạ. Mã quả nhà mình cực kỳ đẹp luôn, vàng ươm này. Mã quả cực kỳ đẹp luôn, hàng này hàng phân khúc bình dân nhá. Mã quả rất là quả rắn chắc nhá, quả rất là rắn à, các bạn đi mua hàng nhá. Thứ nhất là mình chọn mã quả nó phải vàng đẹp. Và cái thứ hai là mình sờ vào quả thì quả nó rắn chắc này, rắn tay này. Quả nó rắn tay này, đấy, nó rắn tay, nó chắc tay ấy. Thì là quả ghép cực kỳ đạt luôn. Quả này mình rất là rắn và chắc, rất là đẹp nhá. Bác nào mua hàng thì inbox cho em nhá. Mua hàng thì inbox cho em nhá. Bây giờ em xuống like một cái để em lấy cái sạc, em sạc pin, và cái điện thoại này của em nó đang bị hết pin. Cái hàng chậu này này, hàng chậu này là chậu 75 80. Hàng này thì em Thủy đang bán với giá là bốn triệu rưỡi một cây. Giá gốc, giá ngày hôm qua em vẫn bán cho khách là 5 triệu cái này đây. Em hôm qua xuất cho khách 5 cây giá 5 triệu một cây. Ngày hôm qua. Đây. Đồng giá nhá, ngày hôm nay em đã giảm giá rồi đấy. Ai mua hàng inbox cho em nhá, em xin phép tắt like đây.